viên hạ mỡ máu Sarafi đem lại hiệu quả điều trị vượt trội cho người bệnh. Sản phẩm Sarafi là một sản phẩm mà được bào chế từ 100% từ những cái thảo dược rất là thiên nhiên, và những cái sản phẩm này thì những người Nhật Bản ấy thì người ta kế thừa từ rất nhiều năm rồi, đặc biệt là cái men natto. Men natto này tạo ra những cái sản phẩm nó độc đáo lắm. Mà tôi biết thì Nhật Bản là một cái quốc gia mà đã có cái truyền thống rất lâu đời về các cái thương hiệu Nhật Bản. Khi nói về Nhật Bản thì người ta hiểu được đây là một quốc gia mà rất chặt chẽ về vấn đề là công nghệ, rất chặt chẽ về vấn đề là quy trình sản xuất và rất chặt chẽ về cái tiêu chuẩn. Họ rất là bài bản. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua. Hiện tại chúng ta đang có cái thói quen đó là ăn uống sinh hoạt là không điều độ và thiếu khoa học. Thành ra là cái tỷ lệ mà những người bị mắc máu nhiễm mỡ thì nó đang tăng lên rất là cao. Thì với những người mà bị máu nhiễm mỡ thì tôi khuyên nên là sử dụng cái sản phẩm Sarafi. Đây là một cái sản phẩm phải nói là vô cùng tốt. Sản phẩm có thành phần là các cái dược liệu quý có trong tự nhiên và có nguồn gốc là từ Nhật Bản. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại nhất của Nhật Bản và là sản phẩm được ưa chọn số 1 của Nhật Bản. Những người bệnh lý nền cũng có thể an tâm sử dụng một cách lâu dài mà không hề gây tác dụng phụ gì cả. Với Sarafi thì chắc chắn rằng tất cả những người bị máu nhiễm mỡ sẽ luôn luôn có một sức khỏe tốt để chúng ta luôn luôn sẵn sàng cho cuộc sống tốt hơn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.